Đây là cái ngôi chùa hôm qua em tới, em có quay cái clip của mấy đứa nhỏ đó thầy. Đây là ngày hạnh khiết nha, một mình thầy. Thầy nay bao nhiêu tuổi rồi thầy? 66 tuổi là một mình thầy nuôi 10 đứa, mà 5 đứa hiện tại đang đi học đại học rồi, thầy cho đi học đại học rồi. Còn 5 đứa thì như hôm qua em có quay clip nó nhỏ, người thấy tí nữa đây sẽ quay lại cho người xem nha. Dạ, đấy thì bây giờ trước mắt cái ngày hôm nay có mấy anh em ở xa rất là nhiều tới thăm em, thăm biểu cũng ngãi thăm ấy, sẵn tiện ấy thì em có nói anh em đi theo em làm chút công đức cho vui. Mấy anh em làm trầm hết rồi, bây giờ xin thầy quét dọn rồi thôi. Cái đồ này đó thầy là mọi người ạ, là thầy có làm mấy cái giỏ quà Tết mọi người để bán kiếm tiền cho tụi nó ăn học ấy. Nãy em tưởng là mấy đồ này là người ta vào người ta cúng dường, mà không phải. Thầy làm mấy cái giỏ quà Tết ấy để bán kiếm tiền nuôi mấy đứa nhỏ đó. Đây là những anh em ở xa nha mọi người. Những em này người thì ở Đà Nẵng, người thì ở Quảng Nam, người thì ở Huế, người thì ở Quảng Bình. Hôm qua về Quảng Ngãi thăm em nhậu, sau đó ngày hôm nay đấy là vô tình ngày hôm nay em có cái lịch lên chùa như thế này nè, là em yêu cầu, không phải là yêu cầu sao nhà, em mời đi theo luôn để làm chút công đức kệ nó. Nói chung là anh em cũng chơi rất lâu, cũng là vừa là làm trong đồng nghiệp trong nghề trầm, vừa là anh em bạn bè xã hội với nhau nên là thành ra là cũng vui vẻ thôi. Người thấy không, bình thường ấy thì là các ông chủ cậu ấm cô chiêu, mà hôm nay về Quảng Ngãi bắt thằng em bắt ra đi quét đi dọn thế này đây. Không sao ấy, để phỏng vấn một anh thử, anh làm vậy có vui không anh? Có sao có mặt cái nhan nhan vậy? Vui vẻ nha, để phỏng vấn anh này thử. Đây là chắc là anh em trong giới trầm mà biết anh này đúng không? Ông trùm buôn lậu. Anh làm vậy có vui không anh? Vui chứ. Vui à? Vui thiệt không? Vui thiệt. Đấy mọi người thấy không? Nhưng mà nói mọi người nghe chứ cả năm trời lấy tiền của thằng em mua hàng của mấy người này nhiều lắm nha. Tại vì người ta có hàng ngon thì mua mọi người ạ. Thì lâu lâu bây giờ gỡ lại chứ. Gỡ, nghĩ sao mua cả năm trời mà không cho được thùng bia. Cuối năm không cho thằng em được thùng bia. Thì vô tình về thăm thằng em bắt đi làm gì đây, gỡ lại mọi người, phải gỡ lại một chút. Không gỡ được tiền bạc, không gỡ được quà thì mình đi gỡ cái công lao động. Giỡn chơi chứ công đức mọi người à, công đức là nó là cái gì đó, cái tâm của mình, cái công mình bỏ ra nó ít nhưng mà cái đức mình bỏ ra nó lớn. Anh em cũng vui thôi, toàn là các ông chủ cậu ấm cô chiêu thôi nha mọi người. Đây là cái ngôi chùa Phước Quang nha mọi người, ở tỉnh Ấn Tây Sơn Tịnh nha. Vậy là giờ qua thành phố rồi. Cả ngôi chùa này đấy thì nói chung có lịch sử, trước nó chỉ là một cái am, một cái tỉnh thất thôi, mà bây giờ đã được vào gọi là chùa rồi. Em nói chung là do em cũng không rành lắm cái này lắm, thành ra cũng không biết diễn tả sao. Giờ nói chung là đã là một chùa rồi, nhưng mà chùa này chỉ có một mình thầy làm ở đây thôi, và một mình thầy hiện tại đang nuôi 10 đứa nhỏ. Nó 10 đứa nhỏ có 5 đứa thôi, còn 5 anh kia là lớn đi học đại học rồi, 5 em kia đi học đại học rồi. Mỗi một đứa nhỏ đây là thầy nhớ hết. Như bé đây là buổi trưa đang ăn cơm đúng không thầy? 6 giờ tối. Đấy, nãy thầy có kể đấy là đang ăn tối xong chứ nghe tiếng taxi trước chứ chạy ra thì thấy có một cái giỏ, trong cái giỏ đó có một đứa bé. Thì dùng mỗi đứa nói chung là có một hoàn cảnh thầy nhớ rất là rõ. Bé đây thì sao thầy? Thì kể nghe nó được. Nó là bữa mùng 1 tháng chạp. Mùng 1 tháng chạp âm lịch đó. Còn thầy mới Việt Nam ở dưới sấm giới kia nè. Rồi ông thầy mới về. Về thì thấy nó để mà chào vui lắm.
Để ngay đây luôn rồi ta. Để trước hiên hà đây luôn. Để hiên hà mà đứa bác phong bụng mất rồi. Sanh do cái này mới điện cho bác sĩ rồi ra nó kêu chết cái chết không sao nổi. Phong bụng là sao này? Nó phong cái bụng nó lạnh quá đó. Cái sình của nó to. Đây hơi nó phong cái bụng nó chướng lên rồi. Cái này bác sĩ kêu chắc là nó không sống nổi. Nhưng mà cứ xét cái rồi hô hấp rồi có lò sưởi được cái rồi cuối cùng là nó tỉnh là được. Rồi nuôi nó ha. Nó là bữa mùng 1. Mùng 1 tháng 10 hết anh. Để con em đó là coi như hồi đó là rằm tháng 11. Rồi từ 9 giờ biết là tới 12 giờ là thấy em ngồi đó mà khóc biết là hỏi gì em cũng không nói. Lúc đó là đã bỏ vô chùa rồi thầy. À bỏ vô chùa. Nhưng mà coi như mình không biết là con của cứ nghĩ rằng con của họ đi có cha có mẹ chắc đi vô thắp hương rồi mình cứ để đợi cho hết người. Bạn biết tới 4 giờ chiều không thấy người nữa. Không thấy người nữa thì ra mới điều tra hỏi nó thì nó kêu nó đi với mẹ Diễm. Nhớ tên mẹ luôn. Nhớ tên mẹ Diễm. Hỏi cho mẹ đi đâu nó kêu mẹ mua kẹo. Rồi mua kẹo không biết cuối cùng tới không thấy. Không thấy rồi cuối cùng thầy mới điện cho công an rồi ra, tư pháp rồi ra, bệnh viện rồi ra cái rồi lập biên bản giấy tờ rồi kia nọ sang hết trời cái rồi họ mới làm thủ tục để cho mình nhận nuôi. Rồi ông thầy mới khơi lại tên khơi sinh được. À, mới làm khai sinh bây giờ là đặt tên nó là Nguyễn Phước Son. Dạ Nguyễn Phước Son. Vậy là anh này mới thôi. Dạ. À hồi đó là coi như nhận nó là nó bị gã cái xương đòn. Nó bị gã cái xương đòn thôi. À, bây nó giờ khóc cái này có đau không? Nó đau nó khóc không? Hồi nó đau nó khóc liên tục cái chế rồi sanh là mới đi trị bệnh. Nó gãy trước thì tới chùa hay là nó gãy sau? Nó gã trước rồi tới chùa chứ. Dạ. Nó gã đó rồi họ mới bỏ. Dạ thôi rồi. Mẹ nó bây giờ cũng không tới thăm nó luôn. Không thấy. Nó có biết nhà nó đâu không? Không biết. Nó chỉ biết nhớ mẹ tiền Diễm thôi. Dạ, nó biết cái tên dạy thầy chân nè. Dắt cái tác lên con Son. Rồi bây giờ nó ổn định tâm lý chưa sư? Bữa nay thì nó ổn định. Dễ rồi không? Nguyễn Phước Sang nha mọi người, rất là đẹp trai nha, thật sự. Này là sau này lớn lên sẽ thành một cái một idol giống dở nào xoáy ca. Con 9 tuổi nha mọi người, 9 tuổi Nguyễn Phước Sang. 7 tuổi rồi thầy, nhầm 7 tuổi nha mọi người. Đẹp trai lắm, cho mọi người xem vẻ đẹp trai của Sang nha. Cho ngại. Mai mốt lớn lên xoáy ca giống dở đâu. Đưa chú quay sơ cho rồi mai mốt rồi đóng phim đúng đồ đẹp trai quá mà. Dạ anh ngại là anh dị trời dễ thương quá, đứa nào cũng dễ thương lanh lợi mọi người ơi. Quay gương mặt đẹp trai trời, đứa nào cũng sáng sủa ấy. Mọi người thấy đứa nào cũng sáng sủa, mọi người nhân tài hết đây, cố gắng nha mấy đứa, sau này là nhân tài hết đây. Căng cho nó ăn á, cho nó mấy người chứ tôi còn khỏe, tôi lo được nhà là lo chứ tôi yếu rồi cái không có người lo cho nó nữa chứ. Bây giờ tôi đang lo cái anh đó, nhưng mà lỡ lỡ xuống rồi không ai lo được cho anh đó. Anh đó tối ngày mình phải giữ liên tục. Tắm rửa ăn uống rồi ngủ nghỉ tiểu tiện mình phải lo cho ảnh toàn phần trăm hết chứ. Bị tự kỷ hả thầy? Ảnh là bị động kinh co giật. Động kinh co giật à. Nó co giật một ngày nó là lên tới 4-5 cân vậy. Nó ưng là nó co giật nó chết lúc bất tử. Anh đó tên là gì thầy? Nguyễn Hoàng Sala. Nguyễn Hoàng Sala. Sala. À anh Nguyễn Hoàng Sala. 13 tuổi. 13 tuổi là lớn lắm đấy nhưng mà anh kia nhỏ xíu. Dạ. Vui nè, kệ nó chứ tiện có đứa nhỏ cũng vui đúng không? Thế mình cũng vui. Con nho vui. Ồ có lời hồi lắm lúc coi nó quậy coi cũng rớt anh hạm với nó. Nó quậy dữ lắm. Dạ. Nó phá là nó phá ở vua. Một đứa phá một kiểu. Trời là nó phá theo bất chước một kiểu đó. Dạ. Thôi tụi con dọn dẹp như vậy rồi xong bây giờ tụi con sẽ phép đi về tầm cả 4 chiều. Giờ chiều tụi con quay lại làm xíu vậy cho tụi nó vui nha sư. Cảm ơn sư nhiều nha. Dạ tụi con đi về cho mấy đứa nhỏ đi học trong chiều rồi tụi con quay lại nha. 4 giờ tụi con quay lại nha. Dạ. Chú về nha. Bye bye. Chú về hả?
mua bùa bờ đánh hả? Bùa bài đánh bài. Biết 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 đánh bài không? Đâu để chiều nó mua bùa bài vô. À, ok để chịu chú mua bùa bờ cho nha. Bùa bù bài mọi người, bùa bài đánh bài. À bye bye. À. À, 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 chiều 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 chú tới, chiều chú tới. Chiều hôm nay chú tới. À, ok. Ok nhân sư chiều con quay lại. Đây là những thanh niên cậu ấm của chiều ông chủ đồ này nọ nha mọi người. Rất là thành đạt mà về thăm thằng em chơi với thằng em bữa tao mà em bắt đi quét chùa quét đồ này. Thấy mặt ông nào ông nấy cũng nhăn nhói giỡn chơi thôi, vui nhau người. Lâu lâu phải làm chút gì đó gọi là lấy tinh thần cho anh em thôi. Thôi hẹn mọi người chiều nay nha, chiều nay sẽ làm cái gì đó rất vui cho tụi nó nha. Hồi nãy em tới em quét dọn xong cho là hứa với tụi nhỏ kêu lát nữa chú sẽ quay lại thăm tụi con, có cái này vui lắm cho tụi con chơi. Thì đây giờ quanh lại giờ là tối nha mọi người, giờ là 5:30 6:00 tối rồi. Đặc biệt là có bút thêm một anh ở thuộc gia nữa, kể có 5 đứa tôi mà em làm cho nó hoành tráng luôn. Cho nó vui vẻ mọi người, cho tụi nó thiếu thốn nhiều mình cho thêm thì cố gắng thêm thôi, không có bớt, cứ thêm được cái gì thì thêm thôi. Đây hai đứa con của em. Hai đứa con gái của em đây. Rồi đi vô anh, vô đây. À đây khách khứa rồi, do ít người mỗi ông có 5 người với ông thầy thôi mà em mời thêm anh em nữa tới cho nó đông nó vui với mọi người. Đây là những gương mặt thân quen. Xin chào. Mua bài cứ đồ mua bài miết anh cô đây. Sala đồ mua bài miết đánh bài. Người thấy những gương mặt rất đẹp trai mọi người. Còn những hot boy ấy. Ở trong này có một chị hot girl. Chị nào? À đây, đây hot girl. Do tóc đứa nào cũng giống nhau nên nhìn không ra. Rồi đi vô khu vô. Mã. À mã đâu? Mã. Rồi thôi bắt đầu thôi. Việc lý do thiếu người nhà người ít người quá nên là em huy động mà thấy cái dàn bà con dòng họ nhà em lên để cho nó có khán giả. À, cho nó đông nó vui, người thấy dàn khán giả hùng hậu người. À, dòng họ nhà em ấy. Rồi các bạn ơi, các bạn biết chú là ai không? Biết chú là ai không? Không đúng không? Hôm nay chúng tôi xin tự giới thiệu nha, chú là chú Hiền. Và hôm nay chú là vui thì cùng với chú Trường Tớ và các người bạn là tới đây biểu diễn cho các con một buổi rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ nha, các con từ nhỏ giờ thấy bóng bóng chưa? Hôm nay chúng ta rất là nhiều bong bóng dành cho các bạn nha. Thấy chưa? À, và rất là nhiều món quà nữa nha. Bạn nào muốn bong bóng của chú mua này không? Được chưa? Không rồi đọc luôn. Đọc thử thế nào. Thua nha.
Đứng yên. Bạn nào thử là bị phạm nha. Bạn nào chết mắt là bị phạm nha. Sao vậy? Sao con? Bạn nào thử đảm không? Không được nói chuyện luôn nha. Khi mà nhà trường bạn nào nói chuyện là bạn bị phạm luôn. Thấy đâu có tay đâu? Ba bạn tay đâu, tay đâu về ngủ. Không được cử động là tay đâu, tay mấy đứa ân chú tặng cái gì? Con muốn trực ván. Trực ván rồi con cái gì? Con muốn đục chai. Đục chai. Trực ván hả? Con kia thích bù bê à? Con thích cái gì? Búp bê hả? Trời ơi rồi. À, đầy đủ đúng không? Dạ bây giờ chú tặng cho tụi con nè. Ok chưa? Anh Trâm ơi, đem quà cho mày với anh Trâm ơi. Đem hãy vô đây luôn. Đây. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống, nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại hết.
nhắm mắt là có, nhắm mắt lại mở mắt ra là có. Bây giờ cứ kêu mở mới mở nha. Nhắm mắt lại. Bây giờ kêu mở là mở nha, còn đứa mà mở sớm là không được tặng. Ok chưa? đem đây là ok chưa? Nhắm mắt lại. Không được thấy ông này tì hí này. Ông nhắm mắt lại. Rồi đây, chú có quà của con đây. À sữa để đây mẹ vứt, sữa để đây mẹ ngang. Sữa để lên này mẹ vứt. Đây. Này là siêu nhân của đứa nào? Rồi, siêu nhân của con. Từ từ bình tĩnh coi. Đây, đây, đem quà đây cho em có. Từ từ, ngồi đây. Ngồi lên đây mới có quà. Đưa đây. Đây, lên đây, từ từ. Cái này là xe lửa của đứa nào đây? Xe lửa đứa nào đây? Xe lửa của con đúng không? Đây, con tặng con có bổng học nè. Quay rồi. Có bổng để học, mỗi đứa một cái. Xe cẩu đứa ở đây, xe cẩu nè. Xe cẩu đây. Có để chạy ra mua bừa. Đồ bừa bờ không biết. Còn không? Bình. Này, cắt pin để bỏ đồ chơi xe lửa cho nó ngăn. Đủ chưa? Mấy đứa ấy, tao con này gì nhờ? À, bỏ pin cho cái kia nó chơi sự. Mọi người thấy không? Những cái món đồ chơi rất là đơn giản với tôi, nhưng mà mọi người thấy những đứa trẻ đây nó vui không mọi người? Tại vì vốn dĩ hàng ngày nó rất là thiếu thốn đúng không? Nên thành ra bây giờ nó gặp những cái món này nó rất là vui. Đối với mình, con nít con của mình ấy, thì gặp những món này chắc không thích đâu, đúng không? Nhưng mà tụi nó mọi người thấy không, mừng lắm, giành giật nhau. Thiếu thốn mọi người ạ. Thực tế ra nó thiếu rất nhiều thứ. Nhưng mà con nít thì nó thấy cái gì nó thích là nó ái hơn, nó chưa có nhận thức được, nó thích những cái lớn, mọi người hiểu không? Giờ trước mắt nó thích, nó thấy đồ chơi là rất là thích. Đây nữa này. Đây, đem hết ra cho bạn chơi. Xe đây, xe của đứa đây. Đây, bỏ hết ra chơi chung bây giờ. Đây, bỏ ra chơi chung. Nè, không chú cầm về nha. Bây giờ còn có ít thùng sữa gửi cho nó thêm sư nha. Rồi đây là sư Hạnh Khiết nha mọi người. Sư này đấy, năm nay đó là 60 tuổi rồi. 60 tuổi là từ năm 9 mấy sư nhận nuôi mấy đứa thì 91 tới nay đó là năm 2023 là sư đã nuôi tổng cộng là 48 đứa và hiện nay đó là đã có là 30 đứa phong sư 38 đứa rồi. 38 đứa nó đã thành danh, thành tài, thành lớn, thành người, có gia đình hết rồi đấy. Còn hiện tại đấy thì là năm 2023 là hiện tại bây giờ đây là sư đang nuôi là 10 đứa, là có 5 đứa là đã đi học đại học, là sư cũng chi trả tiền học phí cho tụi nó luôn. Thật sự quá tuyệt vời, quá giỏi nha mọi người. Và hiện tại đang ở cái chùa này đấy là có được, còn được 5 đứa nhỏ là từ 4 tuổi cho tới 13 tuổi. Nhưng mà cũng đứa lớn 13 tuổi đấy thì nhiều người cũng thấy là có vấn đề một chút về thần kinh mọi người ạ. Nên là thành ra là không được minh mẫn như những đứa trẻ khác. Đây rất cực khổ, không sư? Khổ chứ. Khổ chứ, tất nhiên rồi. Con nhà con có một cái đứa thôi mà nó nuôi đó thấy là mệt rồi, mà ở đây là tới mấy chục đứa. Quá tuyệt vời. Bây giờ đây nó cũng có tất cả thường xuyên giúp đỡ, nó cũng đỡ bớt cái bọn năm cây cho cực lắm. Bây giờ dạ, nói chung là người ta làm ăn có rồi, người ta cũng chiếu cố. Dạ. Từ có con nó đi làm, nó có tiền, nó giúp đỡ. Có mấy đứa lớn nó có quanh lại nó có, có à dạ. Vợ chồng nó về đó. Nãy là hai anh đó là cũng là hồi xưa mồ côi ở đây. Con bé đó. Nó đựng cái thằng chồng đó, bây giờ nó về đây có chí nó mua sữa về cho em, có rồi nó đi về sinh dân á. Dạ dạ đúng mấy sư, nó phải quay về nguồn, nó giúp đỡ dạy lại cho em các em này nội, đúng không sư? Nói chung mà rất nể cho người. Đó là theo vợ chồng nó đó. Dạ. Rất là nể nha mọi người. Thật sự mọi người có thể thấy được rằng ấy, chúng ta hay than đồ gặp chút trục trặc, mình hay than thế này thế kia, mà mọi người cứ nhìn đi, sẽ có những con người đấy, người ta cực hơn mình gấp trăm lần, và người ta làm những cái việc đó người ta không có mưu cầu gì cả. Thật sự như mọi người thấy họ như sư này có mưu cầu gì đâu, đúng không sư? Sư đâu có mưu cầu ra. Bây giờ mình chỉ là mưu cầu làm cho có cho nó ăn nó học nó nâng thành ra để cho nó được vươn theo với cái xã hội này, nó không có bị thua thiệt với mọi người. Cái mưu cầu của sư là cái mưu cầu cho người khác,
đúng không? Còn đôi khi mình cứ nghĩ tiêu cực, mình cứ nghĩ ở cuộc sống nó thế này thế kia đối với mình, rồi mình không được cái này cái kia, đó là mình đang mưu cầu cho mình. Mà mọi người cứ nhìn đi, có những con người đấy, người ta mưu cầu, nhưng mà người ta mưu cầu cho người khác và người ta cực hơn mình gấp trăm lần, mà người ta vẫn cố gắng hàng ngày hàng giờ, người ta cống hiến, mọi người thấy không, mà người ta rất là vui. Nên đôi khi em nghĩ mọi người cứ nhìn đi, em nghĩ đi, như không những đi mọi người đâu, cả em cũng vậy. Đôi khi em áp lực, em mệt, em này nọ nha, mình nghĩ cuộc sống mình nó khó khăn áp lực ấy, thì em sẽ đi nhìn những người như thế này để em làm cái tấm gương, để mình nhìn vào mình thấy được rằng ấy, nó đôi khi đấy là những cái chướng ngại mình gặp trong cuộc sống ấy, nó là chướng ngại rất là nhỏ. Còn có những người ấy, người ta gặp những cái chướng ngại nó còn khủng hơn mình gấp trăm lần ấy, mà người ta xem nó chả có gì cả. Mà ở đây đấy là những người, người ta sống cho người khác mà người ta còn được như vậy, đúng không mọi người? Nói chung là rất là hâm mộ sư, gọi là idol. Sư biết từ idol không? Yeah. Biết không? Nói chung là sư là idol của tụi con nha. Sư Hạnh Thiên idol, Hạnh Khiết, sorry mọi người nha, đọc nhầm cái tên sư miết. Hạnh Khiết idol, Hạnh Khiết là sao sư? Hạnh Khiết là ý nghĩa. Nói là hồi đầu tiên cái chữ Hạnh á, là thấy không với cái dòng kệ. Còn chữ Khiết tức là cái tên của mình, lấy chữ Khiết tức là Khiết đó là thùng lấy khiết. Chữ nhân đằng trước. À dạ. Chữ nhân đằng trước tức là con người. Chữ đau ở đây tức là lấy là con dâu để đứng ngửi. Dạ. Chữ chủ ở dưới tức là con người làm chủ bản thân của mình. Dạ. Để lấy cho cái sự liêm khiết của mình. Ồ. Dạ. Cái tên nó nói là cái bài học giá trị như người nhà. Rất là, nói chung là nay tới ngày hôm nay con tới đây con thăm mấy đứa nhỏ đấy, là nói chung con vô tình, con hồi giờ cũng chưa có biết chùa này do nó nằm quá xa mọi người không. Cái ngôi chùa này tên là Phước Quang nha mọi người, là nằm sâu bên trong cái này là nó là cái xã của ông sư, xã Tịnh Ấn Tây. Xã Tịnh Ấn Tây, nói chung là hiểu heo hút lắm. Nó thật sự là sư có số điện thoại không sư? Có. Số điện thoại sư đọc giùm con với. 033. Dạ. 958 2887. Rồi sư đọc lại lần nữa sư. 033 958 2887. Đấy, mọi người có số điện thoại của sư rồi đúng không? Nếu mà mọi người thấy được những đứa trẻ này nó đáng thương đấy, mình có muốn góp chút gì đó cho những đứa trẻ này. Nó thật sự mọi người đấy là đôi khi 100, 200 ngàn, 1 triệu, 2 triệu bạc mình ra mình ăn nhậu hay mình mua một cái gì đó, xong mình không có nhu cầu sử dụng mình bỏ, đúng không? Nó rất là phí, nhưng mà những cái số tiền đó nó, nếu mà gửi cho sư nha, nó rất là quan trọng, đúng không sư? Thật sự những đứa này nó rất là cần những cái đồ đó. Nó thiếu thốn tình cảm là chắc chắn là nó thiếu thốn tình cảm rồi. Nhưng mà bây giờ mình bù vật chất thì không thể nào bù tình cảm được, đúng không? Nhưng mà bây giờ đã mất cái này rồi thì thôi mình cố gắng mình bù nó cái khác. Thì nếu mọi người xem được clip này, mọi người có nhu cầu ủng hộ chút gì đó, công sức, vật chất của cả tiền bạc để cho sư, có thể là gạo, mắm, muối cũng được. Đấy, thì để cho sư nuôi những đứa trẻ này và những đứa trẻ trong tương lai. Đấy, thì tại vì sư hay nói ở ngôi chùa đây là có sư hay có rất nhiều người, người ta tới người ta bỏ, người bỏ những đứa trẻ không nuôi được, người ta bỏ ấy, bỏ chứ công chùa đấy. Thì bây giờ thì chưa biết nha, tương lai có thể là nhiều hơn vài nữa thì sao, đúng không? Thì góp cho sư, sư giúp đỡ những đứa trẻ đó nha. Còn cá nhân con ấy thì năm mới con cũng có vậy, cô biết làm nhiều, nãy giờ con tổ chức này là tổ chức tinh thần cho tụi nó, tổ chức tinh thần thôi. Và con cũng muốn góp một chút vật chất gì đó ngoài đồ chơi sữa này nọ, nó là tinh thần. Con muốn góp một chút vật chất thì ở đây là con có số tiền là 30 triệu là con gửi sư nha, để cho sư nói cho sư lo nó ăn học, lo nó ăn ở rồi này nọ, rồi những cái đứa khác nó lớn rồi, ai biết sư ti biết nó lớn rồi nhưng mà lỡ sau này nó có về nó thiếu thốn gì đấy thì mình giúp đỡ nó. Ở đây anh thầy cảm ơn sự quan tâm của anh chị em đã chiếu cố đấy để giúp đỡ cho các cháu. Yeah. Thì trước thấy thì tâm tình năm mới đã đến thì thầy không có gì hơn. Thật sự bữa nay được quý anh chị giúp đỡ một số tiền quá lớn. Không lớn gì đâu. Dạ. Con nói với sư không có gì hết. Cảm ơn sự quan tâm đã chiếu cố cho các cháu. Thì thầy không có gì, chỉ là cầu chúc đến gia đình, anh em, thân bằng quyến thuộc như là nơi đi. Chúc năm mới sức khỏe. Rồi, sư chúc sức khỏe thôi, đừng chúc giàu có nha. Chúc con thích chúc sức khỏe thôi. Cảm ơn sư nha. Dạ. Rồi. Cố gắng đi sư, idol. Idol sư idol. Dạ. Gọi sao nhỉ? Ở đây nói thật với chú á là mình hòa vạn thứ nhất. Dạ. Là mình trong mình có sức khỏe để lo cho nó ăn học, đứng ra đứng chốn. Nếu mình lỡ mình bệnh xuống rồi không có người chăm lo cho nó thì cũng là rất là một cái điều quan trọng, không lẽ bỏ nó lại dở. Dạ. Đó. Cái thứ hai nữa là bây giờ là họ cố gắng cho nó làm cách nào nó đừng có mất đi một cái tình thương của cha mẹ, vì nó đã thiếu cái tình thương, mình phải bù đắp cái tình thương cho nó. Cho nên đôi lúc nó trèo cảm vậy mà mình cũng phải là giữ hỏng cho hỏng, không làm phạt làm tụi nó,
Không, con nghĩ sư nghĩ là tốt, nhưng mà ý là cá nhân con nha. Mà được thì sư ấy thì chứ con không có gì, không dám góp ý. Nhưng mà nếu được ấy, thì những đứa trẻ này sư này nghiêm khắc nó hơn một chút. Tại vì bản chất tụi nó sau này tới bây giờ có thể lứa tuổi nó còn nhỏ, nhưng mà lớn lên một chút nó có bắt đầu có ý thức rồi. Thì nó biết rằng là tuổi trở lên là mình bắt đầu răng đe. Đó thì con sợ rằng là tụi nó ý thức rằng mình bị như vậy, hoàn cảnh như vậy thì mình đâu có gì để mất ở đâu, rồi nó sẽ đi vào những con đường nó hơi ái xíu. Nên là từ bây giờ sư nên cứng rắn, nó cứng rắn này, cứng rắn tình cảm. Sư cứ lấy cái tình cảm ra. Để giờ đứa nào cũng vậy, cứ 10 tuổi trở lên bắt đầu là răng đa, nói chung là cháu nào cũng nên danh. Có từ từ 48 đứa của sư từng nuôi có đứa nào lì không? Dạ, chưa. Chưa. Dạ là chứng tỏ là những cái, cái cách mà sư dạy tụi nó đấy là thành công rồi đấy. Bây giờ là một cháu là làm ở Vân Phúc, một cháu làm ở Trường Hạ. Có đứa nào nó thành công nhất không? Dạ cháu thành công nhất là được 4 cháu làm bên ngành y đó. À là bác sĩ. Dạ. Ôi quá tuyệt vời luôn. Y sĩ. Y sĩ. Chưa tới bác sĩ. Dạ vậy là tuyệt vời rồi sư. Dạ. Dạ sư cho, cảm ơn sư vì đã cho tụi nó cuộc đời mới nha. Dạ. Con cũng ơn sư, chúc sư sức khỏe thôi nha. Dạ. Còn nói thẳng ra con giờ chỉ mong sư sức khỏe để sư sống với tụi nó. Dạ. Làm cái chỗ dựa tinh thần cho tụi nó. Dạ. Còn lại tương lai tụi nó lớn này tụi nó cũng phải bươn chải, tụi nó tự kiếm tiền nha. Còn trước mắt bây giờ là sư là cái chỗ dựa tụi nó. Những anh chị lớn hằng ngày xưa đó, bây giờ sư vẫn là chỗ dựa của người ta. Dạ. Tại vì dạ má nó đây dựa là nó mua quà mua sữa rồi dựa cái vậy đó. Dạ. Ở Lăng Thắp Hương bị già cái nó kêu thôi để nó tranh thủ nó đi rồi mơ nó mới quay về đó. Ai đồ sư hạnh khiết. Dạ. Sư hạnh khiết, cái tên nó gắn liền với con người sư luôn, cách sống của sư luôn. Hạnh thì nó đâu, nói chung nó có hạnh, nó có nhiều nghĩa đúng không? Nhưng mà khiết thì ở đây em nãy sư có giải thích, nhưng mà em hiểu khiết của sư là thuần khiết và không mưu cầu gì cái lợi cho mình ấy, chỉ mưu cầu cho người khác. Sư hạnh khiết, idol của tụi con. Dạ. Cảm ơn sư nha, thôi dạ. Tụi con về khuya rồi. Dạ. Chúc sư năm mới nhiều sức khỏe nha. Dạ. À, sẽ có dịp tụi con xuống đây nhiều nữa. Dạ. Nha. Dạ. Ừ, chú về nha. À. Ờ chú về nghe. Đi đâu? À. 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 Đứng ra đây cảm ơn mấy cô mấy chú nè, mau. Mau. Đứng này. Nè, cảm ơn cô chú rồi hết nè. Từ từ con. À. Lại đây. Lại đây. Thôi, à, thôi để nó chơi đi thôi. Còn nít mà, để nó chơi nó vui, nó thấy tụi chơi nó vui, nó chơi mà. Đó là cảm ơn cô chú đó. Có lại là sư, gửi ít chùm sữa cho nó uống nha sư. Dạ, gửi ít chùm sữa cho nó uống. Nha. À, con cảm ơn chú đi, sữa chú em đó. Thằng con là đẹp trai rồi đúng không? Nào, cảm ơn chú đi. Cái gì? Cái gì? Cảm ơn chú đi. Kìa mới đẹp trai. Thôi đi chơi đi, nó thấy đồ chơi nó mừng cái sư. Dạ. Tụi nó nít mà thấy đồ chơi nó mừng. À về, à về. Thôi chú về nghe. À chú đi, à chú đi. À về. Mua bà. Mua bà à? Đồ mua bài miếng. Bye bye con nha. Thôi chiều nay anh em chiều nay chơi nha. Để mọi người thấy không, đây là một ngôi chùa có sư hạnh khiết. À, giúp đỡ rất là nhiều trẻ em, 48 đứa rồi, 48 đứa, và từ 38 đứa là đã lớn thành người. Giờ có rất nhiều anh chị đã thành công rồi. Bây giờ hiện tại sư đang thêm nuôi thêm 10 đứa nữa, là trong đó là 5 đứa đang đi học đại học, 5 đứa nhỏ thì người cũng thấy. Hiện tại thì cái chùa này một mình sư ở thôi. Chùa này là chùa Phổ Quang ở tỉnh Ấn Tây, Sơn Tịnh, bây giờ thành phố Quảng Ngãi mới rồi. Số điện thoại thì sư nãy sư có nhắc đấy, anh em nào mà trong nước ngoài nước gì đấy, nói chung là anh em đấy, nói chung muốn giúp đỡ đấy, thì em nghĩ đấy, cái này là em thì thường thường không thích kêu gọi này nọ, nhưng mà những cái người như thế này nè, những người như sư đấy là người ta cống hiến, người ta hy sinh rất là nhiều, và nó thật sự là mình không, những đứa trẻ này đấy nó thiếu thốn, là nó thiếu thốn tình cảm đúng không, bây giờ không có vật chất nào bù được tình cảm, thì bây giờ đấy thì nói chung là thôi thì mất, đã mất cái này rồi thì thôi thì mình lấy cái khác mình bù vào một chút nào đó cho tụi nó. Thì em mong đấy là nếu anh em nào có nhà ý muốn giúp đỡ đấy thì liên hệ với sư nha, đấy để góp gạo, góp mắm, góp đường gì đấy cho tụi nó nha. Mình ăn nhậu bao nhiêu cũng hết đúng không mọi người, nghĩ đi, 500 1 triệu ra đường mình chơi, em út bo các kiểu rất là thoải mái đúng không, không giờ tiếc. Thì nó thật sự đó là cái tiền của mình tiêu sao mình tiêu, ở đây em không dám ý kiến, nhưng mà đôi khi mình nhịn được một chút đúng không, hoặc là mình cho đi một chút với những giúp đỡ những đứa trẻ như thế này đấy, thì tiền của đồng tiền của mình thì nó có giá trị, nó mắc
mình tiêu tiền là sai mắt, đúng mọi người, tiêu tiền là sai mắt, không cần biết mình tiêu vì mục đích gì, đúng mục đích hay là sai mục đích đều mắc hết. Nhưng mà quan trọng khi mình mắc đồng tiền ấy, cái giá trị đồng tiền nó có đem lại cái giá trị gì không, đó mới là cái giá trị thật sự của đồng tiền. Đây là em mong ấy, mọi người có nhà ý giúp đỡ sư. Đây là em kêu gọi thật sự, em làm video này em kêu gọi luôn đấy, giúp đỡ sư nha. Tại vì hôm qua em tới nhà thấy sư đồ cho tụi nhỏ ăn cháo mà cháu lỏng, người hôm qua em có quay clip mình thấy đúng không, cháu lỏng ấy. Rồi hỏi ra mới biết ấy là gần Tết này là không đủ kinh phí, sư làm mấy cái hộp quà đồ này nọ đấy để bán ấy, mỗi hộp quà sư lời có mười mấy 20 ngàn thôi, thành ra đấy là không đủ kinh phí để mà ấy tụi nó. Ở trong chùa này do nằm heo hút quá, em hiểu chùa nằm heo hút quá, heo hút quá nên thành ra là không có được, với lại chùa này cũng không có đệ tử giống như những chùa khác, không có người tới cúng dường như những chùa khác, nên là em tin sư nói thật nha. Nên là em mong mọi người có nhảy giúp đỡ thì giúp đỡ sư nha. Rồi kết thúc cái năm ngày hôm nay là ngày 27, 26 gì rồi nha, còn 3 ngày nữa thôi là qua một năm mới, năm con mão con mèo rồi đấy. Thì em cũng mong chúc tất cả mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều sức khỏe. Em chỉ chúc sức khỏe thôi, em chả thích chúc gì cả nha, thật nhiều sức khỏe. Và cái hành động này đấy, cái hành động mà nãy giờ người xem đấy đúng không, là cái hành động năm nào em cũng hay làm ấy, cứ có dịp em sẽ làm thôi, năm nào em cũng sẽ làm. Thì những hành động đấy là không phải là để em thể hiện với mọi người, đấy là em đang đi làm từ thiện, là em thể hiện với mọi người là thằng em cho cái này cho cái kia, tôi là người tốt, không đúng nha. Tất cả những hành động này em làm ra là để gửi tới mọi người, ngoài là mục đích truyền tải cái hành động này đến với những người khác để cho người cũng, tại vì ngày xưa đấy em làm những cái hành động như này đấy, tại vì em xem những anh những chị người ta làm đấy, rồi em thấy hay quá vậy bắt chước làm theo, và giờ em muốn em bản thân em cũng là một cái gì đó truyền tải ra cho những, lan tỏa ra cho những người khác, người ta xem và biết đâu người ta sẽ bắt chước mình, người ta đi làm thì biết đâu, thì như vậy thì trong cuộc sống sẽ có nhiều cái điều tốt hơn, đúng không? Đó là mục đích thứ nhất khi mà em làm những hành động và em quay clip rồi lại, đó là mục đích thứ nhất của em. Mục đích thứ hai là để cho những anh chị khách hàng đã từng mua hàng giao lưu với em đấy, em muốn thông qua hình thức này và để cảm ơn tất cả mọi người. Tiền của một người mua hàng của em ấy vẫn mắc, như em nói mình tiêu tiền là mắc thôi, nhưng những giá trị của một người đấy, những giá trị đồng tiền đấy nó luôn luôn còn mãi. Và em muốn thông qua hình thức đấy là để cảm ơn tất cả mọi người, những người anh người chị cô chú bác trong một năm qua và nhiều năm trước đã tin tưởng ủng hộ giao lưu mua bán với em. Và em vẫn hay nói cái câu ấy, tiền của một người mất đi nhưng những giá trị của nó thì vẫn luôn luôn còn mãi. Chúc tất cả mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe và nhiều bình an.